Dạ, yeah, mình là Đạt Nguyễn xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn CNC Lời đầu tiên là Nguyễn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em Lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Hôm nay là ngày thứ bảy Chúc các bạn có cái cuối tuần vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân Và hưởng thụ cái mùa hè tuyệt vời các bạn à, Hôm nay cập nhật về lại cái tiếp tục cái tình hình mà Tổng thống Mỹ ông Joe Biden Ông Joe Biden bây giờ rất nhiều người kêu gọi ông ta hãy rút lui cuộc chơi. Trao quyền lực lại cho bà Carini. Thì chắc cái thế nó là phải như vậy rồi. Nhưng Biden thời sẽ không bỏ cuộc chơi. Và trên cái đài Fox thì họ đăng như thế này. Biden từ chối đi thi nhận thức. Tại vì ổng quá lù đù. Và người ta khi mà phỏng vấn trên đài ABC à, interview á thì người ta kêu gọi ông ta đi thi nhận thức lại tiếp tục đi thi nhận thức ông ta từ chối rồi tới bây giờ là có một cái nữa là beautiful sleepy joe bây giờ mọi cái event mà sau 8 giờ là không có được làm tại vì để cho tổng thống đi ngủ <laughs> các bạn cho ơi nhà quá rồi thật sự ông trump nói không phải là già nữa mà ông ta cũng không có năng lực mà ông ta không có năng lực và ông ta cũng cũng già nua thật các bạn cho nên nước mỹ này hiện tại nó đang ta tưa trên uh, bây giờ uh, ông ta nói như thế này chỉ có thượng đế mới có thể buộc tôi bỏ cuộc bất chấp áp lực kêu gọi từ bỏ cuộc tranh cử tổng thống joe biden vẫn không nao núng quyết tâm tham gia chạy đua vào tòa bạch ốc với ông trump thì cái tình hình này cũng tốt thôi các bạn. Ông ta sẽ thua và thua sắp mà. À, hiện tại cái việc làm ở đất nước Mỹ này á, ngày hôm qua thì mình có thấy cập nhật cái tin tức là lên có khoảng 200 khoảng 210 ngàn việc làm. Nhưng không biết con số đó mình nói chính xác hay không, mình nghĩ là 210 ngàn, 206 ngàn khoảng đó có thêm việc làm. Nhưng trong cái mặt thất nghiệp nó lại tăng lên như thế này các bạn là 4,1 phần trăm hiện tại thất nghiệp ở nước mỹ này là tăng 4,1 phần trăm ok nói cho việt nam mới là thất nghiệp có 4, mấy phần trăm à. việt nam lúc nào cũng ổn định hết á, nằm trong cái con số rất tốt ở nước mỹ không tốt các bạn ha bạn thấy đâu có thất nghiệp nhiều đâu nhưng mà con số nó vậy việt nam là thất nghiệp tràn lan luôn mà lúc nào cũng ổn định hết á. ở trong nước thì <laughs> trời à ơi thấy cái, cái cuộc mà giờ tô lâm á đang á là củng cố quyền lực tô lâm đang củng cố quyền lực để chống đảo chánh và cái ghế tổng bí thư thì chắc có lẽ là tô lâm rồi nhưng mà có ai mấy ai dám bàn ở trong nước không có luôn á à. bác trọng á thì á, tổng bí thư nguyễn phú trọng nói gì với lực lượng còn đảng còn mình Mất Đảng là mình đi luôn ha à, các bạn cuộc sống Việt Nam vất vả lên hàng ngày cha ôm con có 11 tháng nhảy cầu ở Hội An bây giờ tìm được người cha mà không tìm được người con khi mà người cha không biết tình hình như thế nào không biết các bạn dân lao động thôi ở Hội An ngoài Bắc à, mướn cái nhà ở cuộc sống khó khăn vất vả không biết sanh đứa nhỏ ra làm gì rồi xong rồi buồn quá hay là đánh bài đá banh gì đó cũng chẳng biết chưa có biết thông tin rồi chở đứa con tới đó bỏ lại chiếc xe màu đỏ rồi bỏ lại đôi dép bỏ lại cái điện thoại ôm con nhảy cầu nó nhìn nó quá là đau lòng các bạn thì không biết nguyên nhân nhưng cái nguyên nhân mà đón thì đó công ăn việc làm stress quá hoặc là chơi đá banh mày 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 đi thôi mày chứ mày kêu mày rủ người khác đi chứ vậy nó khổ vậy hoặc là sanh con ra luôn không nổi không có sự trợ giúp của chính phủ làm lương thấp đồng ba cọc ba đồng mưu sinh rồi thôi mình đi luôn trời ơi thì áp lực các bạn đó là những con người nó tới cái tận cùng rồi tới cái tận cùng đó nhưng mà trong mặt đó thì vẫn có là nhiều đứa nó tung hô cuộc sống việt nam nếu cái theo đón thôi nếu cái người này gia đình này có được cái sự trợ giúp cho con nhỏ thì họ không phải là gánh nặng mưu sinh tiền sữa, tiền tả tiền ăn tiền uống tiền cho một đứa nhỏ gì đó ơi nó nhiều lắm ha à, thì à, cuộc sống nó vất vả như thế <laughs> bên Mỹ thì người Mỹ bây giờ hiện tại thì bạn thấy họ cũng vất vả lên từng ngày vì ông tổng thống Mỹ hiện tại Joe Biden, ok thì mình nói thế nào cũng phải đưa quyền lực qua cho bà Carini hết á, mà bà Carini bà nói á, bà ủng hộ á là một phần trăm Joe Biden. Bây giờ ông Trump và cái vận động của ông Trump đang nhắm vào bà Carini luôn. Bà Carini là một tổng thống phó tổng thống bất tài bả lên tốt thôi có mà để cho ông chăm dập tơi bời luôn à, chỗ Biden đang ở lại cũng không sao nhưng hãy coi những người chỉ trích Joe Biden sau cuộc phỏng vấn trên đài ABC chỉ chết việc ông từ chối thực hiện bài kiểm tra nhận thức bây giờ nói từ 4 năm nay rồi ông ta đi kiểm tra nhận thức đi nếu ông ta chỉ có đậu thôi đạt nguyễn không bao giờ làm tin tức của ông Biden nữa Ok, Đặng không bao giờ làm được Không làm tin tức của Biden Ok nhưng mà ông ta chối bỏ từ cái đợt này qua đợt khác tại sao không ông không đi một ông tổng thống là cần phải đi thi nhận thức để coi biết trí tuệ của ông như thế nào khi mà bây giờ á, là những cái event phải sau 8 giờ là phải hủy hết để ông ta đi ngủ thì những cái comment ở trong đó người ta nói nếu mỹ bị tấn công lúc 8 giờ rưỡi thì đợi 8 giờ rưỡi sáng sau ông dậy ông mới tính hả và ông Robert à, Kennedy Jr. Ông cũng nói Khi mà Mỹ bị tấn công Chừng nào ông mới tỉnh Chừng nào ông mới quyết định một cái nào đó Cho nên không thể nào có ổng được Mỹ nó hay thế các bạn Nha Lù đù là Làm ơn đuôi ra Và bây giờ á Đảng Dân Chủ cũng kêu gọi ông ta rút lui Ở Việt Nam thì ai kêu gọi bác Bác trọng đây Thật bác trọng lù đù lắm đi không nổi, nói không ra hơi giống như ông Biden này thôi. Ai dám mà ra đó là nắm quyền lực vậy nè các anh phải như vậy các anh phải như kia Để không không khéo thì các anh theo tư bản hết rồi bây giờ còn đảng còn ta mất đảng thì mất ta mà đảng mà kéo hoài người khổ hoài một ông tổng thống làm không được một ông tổng bí thư làm được đi cho người khác làm ok nhưng mà khổ nổi việt nam á trường hợp nó giống từ từ ở đây bây giờ nó bắt tô lên là đại dân việt nam khổ hơn mà bà Carini lên lên thì thôi bà cũng hết giờ này. không sao đó ok <laughs> Tổng thống Joe Biden đã không thể nào so dịu được những người chỉ trích ông ta vào hôm tối thứ sáu cuộc phỏng vấn trên đài ABC News. Làm dấy lên nhiều lời kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua năm 2024 và dấy lên sự lên án dữ dội vì từ chối tham gia thi nhận thức. Ông ta còn muốn người khác tôn trọng thì ông ta nên rút lui. À, còn, còn... ra ông ta ra tranh cử thì ông ta sẽ bị những cái chỉ trích như thế à, tôi đã hèn nhát trong chuyên mục hôm nay và xóa một cái dòng nói rằng ông ấy nên xây dựng kế hoạch chuyển giao quyền tổng thống cho Harris trong vòng 30 đến 60 ngày. Nhưng giờ thì tôi đã xóa rồi. Rõ ràng là có điều gì đó không ổn ở đây. Chuyên gia thăm dò ý kiến tờ Ned Silver phản ứng với cuộc phỏng vấn của Biden. Cách nói rộng lượng nhất là ông ấy có vẻ không nắm quyền chỉ huy. Và đó là một lời biện hộ cực kỳ khó khăn khi bạn thấy là tổng tư lệnh. Tôi vẫn nghĩ con số này nó thấp và đảng Dân Chủ sẽ bị áp lực rất lớn, ông Silver nói. Chỉ số mà liệu thống kê mà cho thấy 57% khả năng Biden sẽ bỏ cuộc đua. Ồ, oh, 57% một số khá cao các bạn. Và mình tin như thế. Ngày hôm qua mình có hỏi các bạn đó, nếu mà đó cho Biden tiếp tục làm tổng thống và ứng cử tổng thống các bạn nghĩ như thế thì cho mình xin số 1 và nếu các bạn nghĩ Biden sẽ rút lui và sao quyền lực và hoặc là làm tổng thống đến cái đó, hoặc là làm tổng thống nhưng mà không đi ra tranh cử tổng thống nữa thì cho xin số 2 thì ngày hôm qua đó mình thấy con số 1 với số 2 như nó ngang ngang các bạn Hoặc thế này mình được quyền đón đó không có gì hết á mình được quyền đón là Biden tiếp tục hay là không thì 50-50 Bây giờ tổng thống Có lý do để tự hào Thành tích của mình Nhưng ông ấy đã lạc lỏng Một cách nguy hiểm Với những lo ngại Mà mọi người dành cho ông ấy Năng lực trong tương lai Và vị thế của ông ấy Trong cuộc đua này Cụ cố vấn của Obama Đã viết trên Axe 4 năm trước vào thời điểm này Ông ấy hơn 110 điểm Ngày nay ông ấy thấp kém 6 điểm bốn năm trước ông ấy hơn 110 điểm Không có nghĩa là ông ấy hơn trăm Các bạn phải nhìn vào Cái cuộc chơi đó Cái thời đó là cô Covid Con dịch nó tấn công Và ông ta lên ông ta Gọi là hô hào Ông ta chống được dịch Và người Mỹ, dân Mỹ họ nghĩ Rằng ông ta chống được dịch Và cuối cùng ông ta nói à, đó, Người Mỹ nó nhìn à, Nó vậy, nó vậy, tao đâu làm gì được Đưa ra những cái chính sách mà nó y chang chính sách của ông Trump hoặc là những cái chính sách mà tàu lao đi ra những cái chiếc xe chở vaccine tới nhà gõ cửa từng người không chích chích rồi ra những cái chiến dịch mẹ cách ly tàu lao Bí đao gì đó nó cũng không được mẹ gì hết rồi xong nó vậy nó vậy người dân Mỹ đã lầm khi mà tưởng ông ta chống được dịch cho nên người ta ủng hộ Biden chứ Biden không có năng lực từ lúc trước đó rồi tôi vô cùng kính trọng cuộc đời phục vụ đất nước của Joe Biden, những lập luận của những cái lập luận của nhà báo là okay, kể theo cái tờ uh, báo uh, Los Angeles Times đưa ra trong cái chuyên mục và đúng đắn này trong thời điểm quan trọng này trong cuộc bầu cử quan trọng này việc từ chức là điều đúng đắn và đáng trân trọng mà Tổng thống Biden cần làm mình nói bạn đưa bà Carney lên ông trong còn thắng mạnh nữa nhưng cái thế Biden phải đi về giường là phải về giường. Danh nhân và cụ ứng cử viên à, thị trưởng của đảng Dân Chủ tại LA à, viết lên bài trên cái ax như vậy. Ông ta nên rút khỏi. Và bây giờ có rất nhiều đảng Dân Chủ họ kêu ông ta nên rút khỏi. Và Biden thời không rút. Mà nó thấy nào cũng phải rút. Nó nói, nói vậy thôi. À, wow, qua mai khác là chính trị nó vậy. Ok. Không tại bằng cuộc tranh luận cũng giống như nói rằng một bộ phim không tệ khi mà cuộc phỏng vấn abc đã không giúp gì cho biden không hề không có tác động gì để biden tìm cách xó diệu so diệu những cái người đảng dân chủ cuộc phỏng vấn này làm rõ một điều đáng sợ mặc dù những người xung quanh biden đã che giấu sự thật và chúng ta cho chúng với chúng ta nhưng họ vẫn đang che giấu sự thật với biden người dẫn chương trình cho biết như thế. <laughs> Nhiều người chỉ trích Biden vì liên tục né tránh câu hỏi của phóng viên đài ABC News về việc liệu ông có đồng ý làm xét nghiệm thần kinh và công bố kết quả cho người dân Mỹ hay không. Ông ta né tránh là đi xét nghiệm nhận thức. OK. Một số người bao gồm cả Silver và những người dẫn chương trình trên cái đài tuyên bố việc ông từ chối là bị lỗi. À, ông từ chối là bị lỗi. Không có gì ngạc nhiên khi bê đành thẳng thừng từ chối việc làm bài kiểm tra nhận thức. Rõ ràng là ông ta sợ kết quả có thể xảy ra. Và điều đó nói lên rất nhiều cụ phóng viên của tờ New York Times khi mà Bill Carter phản ứng. Tại sao Biden nếu ông ấy hoàn toàn đủ khả năng lại không đồng ý trải qua đánh giá, xét nghiệm về nhận thức thần kính? Nhược điểm đó của đó là gì? Khi mà người ta đặt ra hỏi, đó mình cũng đặt câu hỏi. Tại sao ông ta, mình nói chỉ ông ta chỉ cần đậu thôi và ông ta chửi hết tất cả. Ê, tụi bay còn nhiều việc phải làm lắm. Tụi bay cứ nói tao bây giờ tao đi nè. Ok, sau 4 năm rồi tao đi thi nhận thức tao dẫn đậu, chỉ cần đậu thôi trước 4 năm là đương nhiên tao phải ngon hơn cậu bay hãy nín lại cậu bay làm việc khác đi ok đặc nguyễn xin lỗi liền <laughs> ok và sẽ không bao giờ làm những cái đề tài nào có liên quan tới ba là tại vì ba đình nhận thức rất tốt hồi giờ mình làm nhưng mà ông ta có đâu ông ta biết ông ta là ai tóm lại ba đình từ chối rằng ông ta sẽ làm bài kiểm tra nhận thức này từ chối nói rằng ông sẽ cân nhắc và từ chức nếu các đồng minh chủ chốt yêu cầu. À, không có nói rằng cuộc thăm dò là tin giả và rằng ông sẽ không lo lắng nếu thua miễn là ông đã cố gắng hết sức. Tất cả đều lời bịa đặt của Trump Thật điên rồ <laughs> khi mà nói những cái tin mà Biden thua Biden như thế này là đà giả các bạn. Trời ơi bao nhiêu người nói trên cái ax, à, trên cái ax họ ghi những cái người dân chủ đảng dân chủ những người khác kết luận rằng cuộc phỏng vấn ABC không phải là hồi chuông báo tử cho ứng viên Biden nhưng đồng thời nó còn khiến đảng dân chủ lo lắng hơn hơn khi mà chiến dịch này nó diễn ra mà đi uh, tranh luận xong trên đài CNN rồi xong rồi nó nhảy qua đài ABC giống như là gỡ gạt lại nhưng mà cuối cùng còn tệ hơn nữa đó là kết quả tệ nhất có thể xảy ra không đủ tốt để quyết định vấn đề nhưng cũng không tệ đến mức phải đi vào ngày mai biên tập viên nói ok những cái này nó đang à, đi rất là tệ cho đảng dân chủ một à, người tên là george đã không thực hiện khi mà nói nè nhưng biden sẽ truyền cảm hứng cho nhiều đảng viên đảng dân chủ thúc đẩy biden khi mà lên đài abc bây giờ kêu gọi bà Nancy Pelosi thì nói ông và ủng hộ Biden. Cuộc phỏng vấn này là tệ nhất trong các cả cuộc phỏng vấn của đảng, đảng dân chủ. Biden không mắc phải sai lầm thật sự nào. Ông ấy không làm gì để buộc mình phải rời cuộc đua. Nhưng ông ấy có vẻ già nua, yếu đuối do dự và đang thua ông Trump. Vì vậy Biden sẽ cố gắng ở lại đảng dân chủ. Đó là đảng dân chủ đang bê tắc ở Mỹ bằng hay không? Tự do ngôn luận, tự do báo chí. Cho nên đăng phà phà chỉ trích một ông tổng thống già nua Rồi bây giờ á ở bên Ukraine là đang bế tắc về cái tình hình năng lượng các bạn. Tuy nhiên có được những cái số tiền của Mỹ và có những vũ khí của Mỹ lên tới 60 mấy tỷ đô la. Nhưng những người nằm xuống vẫn còn rất nhiều. Ông Trump nói stop dying, cuộc chiến quá dài. Trên đất nước này, trên thế giới này chưa có một người nào dám đứng ra để mà cho hai bên ngồi xuống đàm phán. Bây giờ Biden, uh, bên Putin tấn công vào những cơ sở hạ tầng ngay mùa hè này luôn của điện năng lượng điện. Những cuộc tấn công gần đây vào Nga của, của nga vào mạng lưới năng lượng của ukraine đã khiến quốc gia này rơi vào cái tình trạng mất điện tồi tệ giống như năm 2022 đối với hàng triệu người ukraine việc mất điện có nghĩa là không có nước không có thang máy không có thông tin không có máy lạnh không có cái gì hết giữa mùa hè nóng bức này thủ đô kiev người dân đang chật vật vì cảnh cắt điện kéo dài những người sống trong những cái tòa nhà cao tầng bị mắc kẹt, những căn nhà ngột ngạt, những văn phòng ngột ngạt vì không có thang máy đi xuống nữa và không có máy lạnh để hoạt động. Các bà mẹ có con nhỏ, người khuyết tật, người lớn tuổi không thể ra ngoài mua thức ăn, thậm chí không thể đến những nơi an toàn dưới các hầm chánh bơm vì họ ở tầng lầu cao họ cần thang máy đi. À, họ không đi nổi bằng chân tại vì họ tầng tọt họ già nua. Một nha sĩ nói với đài ABC, à, BBC Nu Ông đang phải học cách xây sở làm phẫu thuật mà không có điện Trời ơi Tất cả nhà máy điện thuộc cái sở hữu nhà nước đều bị phá hủy Tất cả các nhà máy thủy điện you can đều bị quả tiễn hoặc thiết bị máy bay không người lái của Nga hủy diệt. Thì bây giờ bạn thấy có tiền, có vũ khí rồi, thì cũng mà như thắng được miếng rồi thua thua một miếng rồi thắng thắng một miếng rồi thua cho nên người dân của ukraine khổ dữ lắm và thậm chí người nga các bạn cho nên không có một ông nào đứng ra làm ngăn chặn được cái cuộc chơi ok biden mà ngồi tiếp tục thì ukraine càng ngày càng khổ chứ không phải đưa tiền mà quýnh cho quýnh cho putin tay tươi những những cái tên mà cái kênh mà chống cộng mà nó nói đâu nó, nó chống cộng mà ủng hộ Biden một ông Biden già nua mà, mà người ta mình vô mình nghe người ta nó mà nói về Biden già nua thì nó chửi chửi nó chửi pha thôi nè, giải thích đi cho người ta nó à, châm là một tội phạm tội phạm nào rồi rồi đó, Biden có phải không con Biden có phải không thiến pháp đi qua tới Mỹ ơi à, hiến pháp để trên đầu ủa hiến pháp nào có nói là ông một ông á gọi là có tội hoặc là nọ kia đang bị tòa án à, kết án hay là gì đó không được tranh thực cử tổng thống đâu bây giờ cho vụ Biden đi mà khỏe mạnh đi mà ổng có tội đi mà hiến pháp nó ổng vẫn được đi thi đi ra ứng cử họ được sự ủng hộ thôi cho nên á à, ủng hộ một cái mù quán và chống đối một cái mù quán nữa kìa. À, thất nghiệp đang, ở Mỹ nó đang tăng lên. Việc làm đang không có, người dân khổ và chính họ cũng khổ. Trong nước cũng vậy các bạn. Người dân thất nghiệp tràn lan cuộc sống quốc vả mà có những tên giống vậy đó. Nó vô nó chửi, nó không biết, lên nói lên tiếng nói. Hoặc là thôi nó im đi để cho người khác nói. Ồ, oh, nó chửi ngược lại nữa kìa tung hô Việt Nam độ giờ này Việt Nam mãi đỉnh thôi quên đi. nước Mỹ nó đang tay tơ Việt Nam cũng đang banh chành hết à, về nền kinh tế Việt Nam hiện tại đang bị FDI không vào đầu tư rất nhiều mất lên tới bao nhiêu tỷ tỷ đô la các bạn và đây là một cái tiền lệ để cho những cái nước khác họ không vào Việt Nam để tuột mất hàng tỷ đô la do đầu à, đầu đầu tư do thiếu ưu đại LG Intel à, những cái FDI lớn đa quốc gia đó họ vào Indo họ vào Ấn Độ bài đây mình nói sao các bạn mất tiền mất bạn mất việc làm rất nhiều đó là cái chính sách của Việt Nam đã không đi đúng đường nữa và nó đi qua Indo, à, nó đi qua Ấn Độ và dân Việt Nam càng ngày càng khổ hơn. OK. Ở mình xin nha, tạm dừng video đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Các bạn thích cho mình xin một like và dạ, hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.